Xin chào các bạn. Rất vui mừng lại được gặp các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của tôi. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chương trình rất là hay. Chúng ta có thể nhận được 25 đô miễn phí từ đăng ký một cái thẻ Pioneer. Đấy. Thì cái thẻ Pioneer này là cái gì và tại sao chúng ta đăng ký chúng ta có thể nhận được 25 đô miễn phí? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký thẻ Pioneer này để nhận 25 đô miễn phí như thế nào. Thì trước khi đăng ký thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về cái loại thẻ này. Thế thì thẻ Pioneer là cái gì? Ở đây chúng ta hiểu một cách đơn giản đó là thẻ Pioneer nó gắn liền với cái tài khoản Pioneer của bạn và bạn có thể dùng cái tài khoản Pioneer để nhận thanh toán và dùng thẻ Pioneer để rút tiền. Và việc rút tiền rất đơn giản, bạn có thể là rút về tài khoản ngân hàng Việt Nam trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Đây là cái hình thức rất là phổ biến và mang thẻ ra cây ATM gần nhà nhất để rút. Và tóm lại là khi mà đăng ký thẻ Pioneer thì bạn sẽ nhận được là một cái tài khoản US để nhận tiền theo dõi số dư, gửi tiền, rút tiền về tài khoản ngân hàng của Việt Nam và một cái thẻ Pioneer để rút tiền ngoài ATM, quẹt thẻ để tiêu tiền. Thì đây là cái thẻ Pioneer mà tôi đã đăng ký và đã nhận được từ Mỹ để chuyển về cho tôi. Đây là cái thẻ Pioneer, mọi người có thể xem mặt trước và mặt sau là nó như thế này. Đấy. Thế thì cái thẻ Pioneer này có thể thanh toán từ đâu? Thì với cái thẻ Pioneer này thì bạn có thể rút tiền hơn 3.000 công ty sử dụng cái dịch vụ thanh toán của Pioneer, chủ yếu là từ Mỹ và EU. Và hiện nay thì Pioneer có hơn 3.000 tài khoản cá nhân. Hiện nay thì mỗi tháng có hơn 250.000 đơn đăng ký sử dụng cái dịch vụ của Pioneer. Và đặc biệt là cũng thật may mắn cho cái cộng đồng kiếm tiền online, các trang quốc tế ở Việt Nam. Khi mà các công ty lớn mà bạn đang tham gia đều thanh toán qua US, mà tài khoản Pioneer là một cái tài khoản mà thuộc của Mỹ nên là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tài khoản này để nhận cái thanh toán. Để yêu cầu bắt buộc để chúng ta đăng ký cái tài khoản Pioneer, đây là cái cập nhật thông tin mới nhất của năm 2019, là để đăng ký được cái tài khoản này và được cái thẻ như thế này thì bắt buộc bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có những cái thứ sau: có mail, có số điện thoại thường xuyên sử dụng, chứng minh nhân dân này, hoặc bằng lái xe hoặc là hộ chiếu, và một cái địa chỉ cụ thể cái nơi nhận cái thẻ này. Các bạn phải ghi cụ thể cái nơi để chúng ta nhận thẻ thì chúng ta mới nhận được cái thẻ Pioneer như thế này, và một cái tài khoản ngân hàng nội địa ATM ở Việt Nam. Như tôi thì tôi đang dùng Vietcombank thì chúng ta có thể là đăng ký một cái tài khoản Vietcombank để chúng ta liên kết với cái tài khoản Pioneer như thế này, để chúng ta có thể là sử dụng trong cái việc mà chuyển tiền từ Vietcombank sang cái tài khoản này và từ tài khoản Pioneer này chuyển về cái tài khoản ngân hàng Vietcombank của các bạn. Và thì cái cách đăng ký như thế nào để nhận được 25 đô miễn phí? Thì bình thường thì khi mà bạn đăng ký cái tài khoản Pioneer thì bạn sẽ không được nhận gì hết. Nhưng mà khi các bạn đăng ký qua cái link của mình để dưới cái phần mô tả của video mọi người nhé, xuống cái phần mô tả video thì các bạn sẽ nhận được 25 đô hoàn toàn miễn phí. Lưu ý là để nhận được 25 đô này thì bạn phải sử dụng cái thẻ Pioneer này để nhận thanh toán tới một cái cột mốc nào đó tùy vào từng cái thời điểm thì chúng ta sẽ nhận được 25 đô miễn phí. Đấy. Khi mà bấm vào cái link dưới phần mô tả của video của tôi thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang thông tin như thế này và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ đăng ký nhận 25 đô miễn phí ở đây. Đây là cái trang mà khi mà chúng ta click vào cái link đăng ký dưới phần mô tả thì sẽ đưa các bạn đến một cái trang như thế này. Đây, các bạn xem trên màn hình. Đây là cái trang viết bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ là để mà đăng ký nhận được 25 đô miễn phí chúng ta sẽ bấm vào đây. Sign up. Ở đây. Để chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Khi mà vào cái trang đăng ký này thì chúng ta sẽ làm tuần tự các cái bước hướng dẫn cụ thể ở trong nơi này rồi.
Ở đây các bạn chú ý này, đây là cái trang là viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thế thì nếu như các bạn mà không hiểu thì các bạn có thể là bấm để chúng ta dịch sang phần tiếng Việt để chúng ta dễ hiểu hơn. Có thể bấm chuột phải vào đây và kéo xuống chỗ này là dịch sang tiếng Việt để chúng ta xem cái nội dung đăng ký này là cái gì để chúng ta đăng ký. Đây. Rồi ok, như thế này là được rồi. Thì ở đây chúng ta chọn cái loại tài khoản chúng ta là loại tài khoản cá nhân. Đây, chúng ta điền tên của chúng ta vào, ví dụ tên của tôi là Lực này. Và họ tên của tôi. Ở đây là chúng tôi điền vào là Lê Văn. Chúng ta viết là không dấu nhá. Và mail của chúng ta dùng ở đây là cái gì? Đúng không? Mail của chúng tôi dùng ở đây, ví dụ như tôi điền là, và ở dưới cái ô tiếp theo chúng ta sẽ nhập lại cái mail của chúng ta trên này. Đấy, ô tiếp theo đây. Đây là cái ngày sinh của bạn, là để thể hiện là các bạn là người trên 18 tuổi, tức là từ 18 tuổi trở lên. Tức là chúng ta sẽ chọn cái ngày tháng năm sinh của chúng ta ở đây sao cho là chúng ta phải đủ 18 tuổi. Ví dụ tôi chọn cái năm sinh của tôi theo cái chứng minh nhân dân của tôi ở đây. Đúng không? Ví dụ như trong chứng minh thư của tôi là sinh năm 81. Thì tôi chọn là năm 81 chẳng hạn, và tháng là tháng mấy? À, ví dụ như là đây và ngày 19 này đấy, sau đó chúng ta bấm vào kế tiếp ở đây để chúng ta đăng ký. Chúng ta cứ làm lần lượt từng bước một như thế này thì chúng ta sẽ đăng ký được rất là đơn giản và rất nhanh thôi. Ở đây chúng ta sẽ điền các cái chi tiết liên lạc. Đây, quốc gia của chúng ta là Việt Nam. Đây là địa chỉ thứ nhất, rồi địa chỉ thứ hai. Địa chỉ này thì chúng ta chú ý là chúng ta nhập cụ thể cái địa chỉ nhà của các bạn để khi mà chúng ta đăng ký xong thì người ta còn gửi thông tin, gửi cái thẻ như thế này về đúng địa chỉ thì chúng ta mới nhận được, còn nếu chúng ta nhập sai địa chỉ thì chúng ta sẽ không nhận được cái thẻ như thế này. Đấy. Chúng ta ghi từ, nếu có số nhà thì chúng ta ghi rõ ràng số nhà, mà không chúng ta ghi thôn vào đây. Đây Ngọc Lạc rồi, đây chúng ta ghi tỉnh vào đây. Đây là cái mã của tỉnh Thanh Hóa là cái gì thì chúng ta ghi vào đây. Còn nếu các bạn không biết thì các bạn có thể là lên ở trên mạng để chúng ta xem là cái mã của mình là cái mã gì. Ghi cái số điện thoại di động của chúng ta vào đây. Bên này ta sẽ chọn cái mã quốc gia của chúng ta vào là Việt Nam này. Rồi, như thế là đầy đủ rồi. Bây giờ ta bấm vào kế tiếp vào đây. Đây là cái chi tiết bảo mật, là chúng ta sẽ đặt cái mật khẩu cho cái chương trình này. Đây chúng ta xem này. Đây, điền mật khẩu của chúng ta vào. Mật khẩu này. Rồi, đây là câu hỏi bảo mật. Chúng ta chọn một cái câu hỏi bảo mật để chúng ta làm nha. Bà của bạn sinh ra ở thành phố nào? Là mẹ của cha. Đấy. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta trả lời. Sinh ra ở thành phố nào thì chúng ta ghi vào đây. Đây là ID quốc gia của chúng ta. Rồi, chúng ta ghi số 84 vào đấy. Bây giờ ở dưới này là chúng ta sẽ nhập cái mã code ở cái vòng vòng tròn này, chúng ta đưa lên trên đây.
là nhập đúng có như thế này vào nha. G này, R, 5, 4, 9. Rồi, bây giờ chúng ta bấm vào kế tiếp ở đây. Rồi, còn cái phần này nữa là chúng ta sẽ làm xong, đăng ký xong cái tài khoản. Được ngân hàng quốc gia ta lại ở Việt Nam đây, ta chọn tài khoản cá nhân này. Việt Nam này, tiền tệ là Việt Nam đồng. Đấy. Ở đây là ta sẽ chọn cái tên ngân hàng của chúng ta muốn liên kết với cái này là cái gì. Thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Có rất nhiều các cái ngân hàng của Việt Nam mà ta chọn trong đây. Ta đăng ký cái ngân hàng nào thì ta chọn ngân hàng đó nhé. Ngân hàng Việt Nam cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Đúng không? Tên ngân hàng, tên chi nhánh này. Ví dụ như là huyện Ngọc Lặc này, rồi số tài khoản này, đây là VBAA đây, VBAA VNVX VNVX. Rồi bây giờ ta sẽ bấm vào tôi đồng ý với các điều khoản và tôi đồng ý với giá và phí các thứ ở đây. Bây giờ ta sẽ bấm vào cái phần là gửi đi. Đấy, như vậy là ta đã đăng ký xong và người ta ở đây là có cái từ là xin chúc mừng ứng dụng tài khoản Pioneer của bạn đã được gửi thành công và hiện đang được xem xét. Đấy, ứng dụng đã hoàn tất. Bạn sẽ nhận được một xác nhận mail trong vài ngày làm việc tiếp theo khi đơn đăng ký của bạn đang được xem xét đây. Xin chào các bạn. Như vậy là ta đã đăng ký xong cái thẻ Pioneer và bây giờ chúng ta sẽ chờ trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 ngày làm việc thì và người ta sẽ gửi cho chúng ta một cái mail để chúng ta xác nhận và chúng ta sẽ chờ đợi khi mà chúng đạt một cái mức độ nào đấy thì chúng ta sẽ nhận được 25 đô miễn phí từ chương trình này. Sau khi mà chúng ta đã đăng ký được thành công rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào tài khoản của chúng ta bằng Gmail và mật khẩu mà chúng ta đã đăng ký và chúng ta cũng sẽ lấy cái link giới thiệu của chúng ta đi để chúng ta giới thiệu với những người khác để kiếm 25 đô miễn phí từ những người khác. Thì đây là một cách rất là đơn giản để chúng ta kiếm được thu nhập từ cái chương trình này. Một cái chương trình rất là hay. Qua cái cách đăng ký đơn giản như thế này và chia sẻ được cho nhiều người khác thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này và mong rằng với ứng dụng này thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại lời bình luận bên dưới của video nhé và tôi sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chào.